Có một linh mục nổi tiếng, không chỉ với người Công giáo mà với cả lương dân. Mặc dù chưa chính thức được giáo hội phong thánh, nhưng nơi an nghỉ của Ngài ngày nào cũng thu hút hàng đoàn người đến kính viếng, cầu nguyện, xin ơn. Đó chính là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Không cả nghĩ so sánh, thế nhưng giáo hội Công giáo còn có một vị linh mục khác cũng đặc biệt không kém. Mỗi ngày hàng ngàn người chạy đến với Ngài để cùng Ngài cầu nguyện và xin ơn. Từ nơi đây, hàng ngàn người nhận được nhiều ơn lành của Chúa, được Chúa chữa lành cả phần hồn lẫn phần xác. Đó là linh mục Giuse Trần Đình Long. Giáo điểm tin mừng Nhà Bè. Ngài nổi tiếng đến nỗi nhiều người ví Ngài như một vị thánh sống. Sau đây là một số thông tin về cha Giuse Trần Đình Long. Một sức mạnh phi thường để làm việc với cường độ rất cao. Lịch giảng phòng, dâng lễ, đi thăm hỏi người nghèo và làm từ thiện, dày đặc, nhưng thấy cha lúc nào cũng hoạt bát. Chỉ nội một việc, cha đứng gần suốt ngày để đặt tay chúc phúc cho hàng người nối đuôi nhau dài đằng đẵng, cũng đã thấy mỏi mệt lắm rồi. Một bộ óc siêu phàm được lập trình phong phú, đa năng, đa chiều kích. Đọc xong bài phúc âm, ngôn từ ào ào như thác đổ, để cha thao thao bất tuyệt. Dường như cha chẳng cần phải soạn giảng bài, mà nói đến đâu ngôn từ tuôn ra đến đó. Một tâm hồn nhạy cảm, giàu cảm xúc, để cùng vui, cùng cười, cùng buồn, cùng chia sẻ nỗi niềm với cộng đoàn trong các câu chuyện đời dâu bể của những chứng nhân lên chia sẻ. Nói đến đâu, Ngài phù hòa vào vài câu nhạc rất đúng hoàn cảnh, khiến cho tâm thế người nghe động lại nhiều cảm xúc. Một tâm linh hướng thượng. Cha luôn đề cao lòng thương xót Chúa là đỉnh điểm của các bài giảng phòng của cha. Cha luôn trích lời của Đức Thánh Cha Francisco, Thánh Phaolô, Thánh Kinh để minh họa cho vấn đề thêm rõ. Nhìn chung là cha luôn lấy lý lẽ đạo Công giáo làm trục chính để mọi câu chuyện xoay quanh đó. Một hoạt náo viên cuốn hút và biết kích động người nghe. Tuy giọng của cha Long không có hồn, không mềm mại, không gây cảm xúc, nhưng đổi lại, cha có sự hoạt náo, sự cường ngôn của cha gây bão táp mưa sa, khiến cho người nghe bị cuốn hút, mê mẩn. Có lẽ, chỉ có cha là vị linh mục duy nhất có những thánh lễ thu hút được hơn 20.000 người đến tham dự. Cha Long qua bài phúc âm lại quảng diễn các đời thường thực tế hơn, cùng sống, cùng hòa mình vào đám đông, nên sức thu hút của cha lớn hơn là điều dễ hiểu. Con người ta vốn thích những điều thực tế quanh cuộc sống hơn là những điều cao đạo, viển vông, khó hiểu. Chính Chúa Giêsu ngày xưa Ngài rao giảng rất đời thường nên thu hút được đám đông nghe Ngài giảng dạy. Nói chung, cha là một con người phi thường đến khó tả, khó lý giải. Ai đến giáo điểm tin mừng Nhà Bè, nhìn đoàn người đông khủng khiếp kéo đến mỗi ngày, nhìn vào khối lượng công việc khổng lồ mà một ông già gần 70 tuổi phải xử lý mới thấy được sự phi thường của cha. Nếu bạn đang muốn xin ơn thì đừng ngần ngại đến với Ngài. Biết đâu, bạn cũng là người được Chúa nhậm lời qua lời chuyển cầu của cha.